Chào mọi người ha. Hôm nay em soạn ra Panasonic CF-SZ6, cái dòng mà chỉ có 8 lạng thôi nha mọi người. Màn hình 12.1 inch Full HD 8 lạng. Con này là nó chịu lực 100 kg, là có nghĩa là 100 kg đè lên không có bị móp á mọi người. Hộp kim nhôm mà nha. Máy siêu nhẹ luôn, có 8 lạng thôi. Con máy nhìn như thế này đây mọi người. Thì Panasonic nó về tiếp và em lựa cái con gọi là đẹp nhất ở trong cái đám luôn để em view cho mọi người xem về cái cấu hình của nó, và ai thích đẹp thì lấy nha mọi người. Máy cực kỳ ok, chạy tốt, đẹp từ tới vỏ cho tới màn hình cho tới mọi thứ. So với cái giá trị tiền của nó, cái cấu hình nó thì nó cũng rất là rẻ. Về cái phần ở ngoài này thì như vậy là đẹp á mọi người, tương đối. Đẹp keng lắm thì không có phải đẹp keng được, nhưng mà như vậy là đẹp rồi. Tại vì cái dòng Bana này á, thường thường á, nó hay bị xây xước mà mình nhìn nghiêng á, là mình thấy. Con này là nhìn nghiêng cũng thấy rất là ít cho mọi người, không có luôn á. Máy nhẹ có 8 lạng thôi, pin thì siêu trâu. Lúc mà hãng sản xuất ra thì nó tới từ 60 tới 70 triệu tiền Việt Nam của mình, sản xuất vào năm 2017. Nên là cái giá trị nó rất là cao á mọi người. Máy thì nhẹ lắm, mình nhẹ như giấy vậy đó. Tại vì nguyên một cái bộ máy rồi màn hình rồi này kia mà cân lên có 8 lạng thôi. Nó là siêu nhẹ, dòng laptop siêu nhẹ nha mọi người. Em bắn cái cấu hình của nó cho mọi người xem. Em lựa đẹp á là em lựa đẹp từ phím cho tới màn hình cho tới mọi thứ luôn á mọi người. Em sẽ báo cái giá cực kỳ ok cho những ai mà thích máy đẹp á thì mình lấy nha mọi người. Để cái năm lúc đây. Để chút xíu em bấm cái này đó là cái bảng là i5 RAM 8 SSD là 256 GB. Đây nè mọi người. Đó, i5 7300 nha. SS6 này i5 7300. RAM 8 và SSD là 256 GB, để em mở SSD lên luôn. Đây nha mọi người, SSD 256 GB. Màn hình của nó là Full HD. Full HD nó hơn Full HD một chút xíu đó mọi người, Full HD cộng á. Đây nha, để từ từ em mở lên cho mọi người xem. Đây nàng bình thường á là màn Full HD của mình là 1920 nhân 1080, còn này 1920 nhân 1200. Nên là màn hình nó rất là mịn và đẹp nha mọi người. Ai cũng thừa nhận, nếu mà so với lại ví dụ như những cái hãng khác, mình so với lại Bana thì cái màu sắc của Bana cực kỳ đẹp, chuẩn xịn, chuẩn nội địa Nhật ha. Phím cũng còn rất là đẹp. Máy cực kỳ ok, không có trầy xước gì hết luôn á mọi người. Đó, máy cực kỳ ok, nhẹ. Thì cái cấu hình như thế này em báo giá mọi người là 4,6 triệu ha. Tại vì đó là cũng cùng một cái cấu hình, có khi là nó rẻ hơn, nhiều khi nó rẻ hơn cả triệu á mọi người. Vì cái ngoại hình thôi chứ không có gì hết trơn á. Ngoại hình hoặc là cái màn hình rồi đó. Còn con này là em nhận thấy rằng là em thấy nó đẹp và hả không có bị trầy xước. Thực sự Bana về rất là nhiều mọi người, về một đợt, mỗi đợt là từ 2 tới 30 con như vậy. Hôm trước thì em cũng mới giao ở quận 10 hả, giao cho một thầy giáo là 20 con. Nếu mà thầy có coi thì thầy sẽ biết cái này là đợt mới về, cũng có vô nhà em rồi. Còn nay là về đợt mới thì cũng lựa cái con máy đẹp nhất để mình bán ha. Ai thích đẹp hay khó tính thì lấy con này là ok rồi, màn không đóm không gì hết, máy nhẹ kèm sạc pin trên 3 giờ. Còn muốn lấy rẻ hơn thì vẫn có rẻ hơn nha mọi người, cũng cấu hình như vậy luôn, i5 Gen 7 RAM 8 SSD 256, cùng một cái cấu hình như vậy, giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, cũng có nữa. Hiện tại thì view con này giá như thế này, báo giá cho mọi người như vậy ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh của em. 4,6 triệu nha mọi người, máy đẹp hoàn hảo. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.